Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Bắc Giang, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp gỡ đối thoại với công nhân lao động năm 2022 với chủ đề Công nhân Việt Nam với khát vọng phát triển đất nước. Chương trình do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Giang và trực tuyến tới 63 điểm cầu trên cả nước. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên, cùng dự có đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, Liên đoàn Lao động tỉnh và đông đảo công nhân, người lao động tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Đây không chỉ là diễn đàn để công nhân lao động được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất những vấn đề liên quan đến việc làm, đời sống với người đứng đầu chính phủ, mà còn là dịp Thủ tướng Chính phủ lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ, truyền thông điệp động viên, khích lệ công nhân lao động cả nước phát huy truyền thống vượt mọi khó khăn, chung sức đồng lòng thi đua lao động sản xuất với năng suất cao hơn, chất lượng tốt, góp phần phục hồi phát triển kinh tế xã hội của đất nước và thực hiện khát vọng dân tộc. Để chuẩn bị cho chương trình này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã nhận được gần 10.000 câu hỏi, kiến nghị, đề xuất của cán bộ, đoàn viên công đoàn và công nhân lao động cả nước đối với 126 vấn đề gửi đến người đứng đầu chính phủ. Qua tổng hợp các câu hỏi, kiến nghị, đề xuất tập trung chủ yếu xung quanh 10 nhóm vấn đề lớn. Tại chương trình, nhóm vấn đề được công nhân quan tâm và đặt nhiều câu hỏi nhất là nhu cầu bức thiết về nhà ở, trường học và các thiết chế công đoàn hỗ trợ đời sống công nhân. Đề nghị tăng lương tối thiểu vùng, hướng tới lương đủ sống, có tích lũy đối với người lao động và chính sách tiền lương mới. Ra soát, sửa đổi toàn diện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo đảm quyền lợi của công nhân lao động, hạn chế tình trạng công nhân lao động rút bảo hiểm xã hội một lần, hệ quả là công nhân không có lương hưu trong tương lai. Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đôn đốc giải quyết chế độ, chính sách, các gói hỗ trợ công nhân lao động, quy hoạch dành quỹ đất và tháo gỡ cơ chế, chính sách để triển khai xây dựng nhà ở, nhà trẻ, trường học, nơi khám chữa bệnh, nơi sinh hoạt văn hóa cho công nhân lao động, nhất là tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Đề nghị chính phủ có chính sách hỗ trợ tín dụng cho công nhân lao động, giúp công nhân cần nguồn vốn hợp pháp để giải quyết khó khăn, hạn chế tình trạng công nhân lao động mắc bẫy tín dụng đen, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách về đào tạo nghề, các chính sách khuyến khích, tạo điều kiện để công nhân lao động tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tăng cường kiểm tra thanh tra, giám sát, xử lý nghiêm tình trạng vi phạm pháp luật của người sử dụng lao động đối với người lao động. Phát biểu tại chương trình đối thoại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi chúc mừng tốt đẹp nhất tới các vị đại biểu, anh chị em công nhân dự cuộc đối thoại và tới toàn thể công nhân, người lao động trên cả nước. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định xuyên suốt thời gian qua, Đảng, Nhà nước ta luôn lấy con người là mục tiêu, là động lực, là trung tâm của sự phát triển. Đảng, Nhà nước cũng luôn lắng nghe, tôn trọng ý kiến và thấu hiểu người lao động. Trên cơ sở đó, để hoạch định chính sách, xây dựng pháp luật, tổ chức thực hiện pháp luật, hướng tới mục tiêu cuối cùng, tất cả vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân, trong đó có công nhân, người lao động. Thủ tướng cũng khẳng định, việc lắng nghe đối thoại, chia sẻ với công nhân, người lao động là trách nhiệm chung của các bộ ngành địa phương, các chủ thể có liên quan. Thủ tướng bày tỏ vui mừng vì trong 2 năm qua, mặc dù tình hình dịch bệnh phức tạp không thể thực hiện các cuộc đối thoại trực tiếp, nhưng nhiều cuộc đối thoại trực tuyến với công nhân, người lao động cũng vẫn được tổ chức. Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ luôn chăm lo, quan tâm và đồng hành để tìm ra giải pháp khắc phục hậu quả dịch COVID-19, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến đời sống của công nhân, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về chế độ, chính sách, quyền lợi của công nhân, người lao động. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thông báo tin vui tới toàn thể công nhân lao động, theo nguyện vọng của anh chị em công nhân, người lao động. Sáng nay, ngày 12 tháng 6, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2022, quy định mức lương tối thiểu vùng với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo đó, từ ngày 1/7/2022, mức lương tối thiểu vùng tăng 6% so với mức hiện tại.